Mẹ à, chúng con là những người con tha phương nơi đất khách xứ người. Ngày đêm chúng con luôn mong mọi ngày về về quê hương, về gia đình ta. Hy vọng ngày gần nhất sẽ có một bữa cơm gia đình đoàn tụ. Bởi vì quê ta nghèo khó nên con dã xứ xa quê nhà, để rồi hôm nay mình còn bơ vơ nơi đất khách. Ngày đêm con mong trong ngày về, một mùa xuân nữa lại đến. Xuân nay con cũng không thể về nhà, mẹ già thương con ngày đêm mau lo. Cha trông ngóng đàn em thơ bé mong anh trở về. Cuộc đời con tha phương tha quê hương, một mình lắm lũ nơi xứ người. Nhiều đêm đáng ngủ con cứ mà thấy lưng chồng. Mẹ ơi con không nữa rồi, bao năm nhà ta cách xa. Giờ đây con đau lắm nhưng đêm hôm ở ngoài trái gió mưa trơ trời, cả hai tay con giờ đây đã mãi mãi mang thương tật ở nơi đất khách xứ lạ. Nhiều người không thể về nhà, họ mãi nằm lại ở đây. Mẹ ơi, con sợ lắm. Người đất khách xứ người đã có rất nhiều người bỏ mạng nơi đây. Con sợ một ngày nào đó trong cả tiếng buồn kia, người có tiếng buồn đó là con. Và nằm tro tan trong u lò kia và thân thể con. Một mùa xuân nữa lại đến, xuân nay con cũng không thể về nhà, mẹ già thương con ngày đêm mau lo. Cha trông ngóng đàn em thơ bé mong anh trở về. Cuộc đời con tha phương xa quê hương, một mình lắm lũ nơi xứ người. Nhiều đêm đáng ngủ con cứ mơ thấy hình bóng mẹ cha, thức dậy nước mắt lưng tròng. Mẹ ơi con khóc nữa rồi, bao năm nhà ta cách xa. Con đau lắm nhưng đêm hôm ở ngoài trái gió mưa chớp trời, cả hai tay con giờ đây đã mãi mãi mang thương tật ở nơi đất khách xứ lạ. Nhiều người không thể về nhà, họ mãi nằm lại ở đây. Ở nơi đất khách xứ lạ, những người không thể về nhà. Bạn con đêm qua nó chết rồi. Người đất khách xứ người